lạy Chúa, mọi đường lối Chúa đều từ bi, và chúng tin dành cho ai giữ giao ước của Ngài. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường nẻo Chúa, và dạy con lối bước của Ngài. Xin dẫn con đi trên đường chân lý, và dạy bảo con vì Ngài là Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, mọi đường lối Chúa đều từ bi, và chúng tin dành cho ai giữ giao ước của Ngài. Lạy Chúa, xin nhớ lại lòng từ bi và lòng thương xót của Chúa đã có từ muôn đời. Lạy xin nhớ đến con theo lòng thương xót Chúa, vì Chúa thật nhân lành. Lạy Chúa, mọi đường lối Chúa đều từ bi, và chúng tin dành cho ai giữ giao ước của theo đường công chính, dạy kẻ khiêm nhu theo đường lối của Ngài. Lạy Chúa, mọi đường lối Chúa đều từ bi, và chúng tin dành cho ai giữ giao ước của Ngài. Lạy Chúa, mọi đường lối đều từ bi, và chúng tin dành cho ai giữ giao ước của Ngài. Thầy đói muốn ăn chút gì, này ma quỷ tới ngon ngọt lên tiếng: nếu ông là con Thiên Chúa, hãy khiến đá này nên bánh ăn, quyền phép trong tay hãy tỏ ra để mọi người thấy và tin. Chúa uy phong sẽ lệnh cho
nâng đỡ để ông bình an. Lần thứ thánh người luôn hay nhớ, người có quyền gì thứ thánh Chúa người. Lần thứ thánh người luôn hay nhớ, người có quyền gì thứ thánh Chúa người. Thánh thần Chúa dẫn đường bao hoa mà quy núi cao dân lệ, cho xem mọi nước mà quy lên tiếng. Hết tất cả ôi tâm ơi, nếu ông sắp mình tôn kính tôi sẽ cho ông tất cả đó. Tất cả của tôi nay tôi vâng nghe lời người.
lắng nghe những lời ngọt vui. Mầm mống tham lam nay người không nghĩ tới, nay xa tâm lui xa mặt ta, người phải thờ lạy một mình Thiên Chúa uy quyền. Hãy thờ lạy một mình Thiên Chúa, là Chúa đất.
Chúa gần đến, hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.